Xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay Thì Thuận mới vừa đọc một cái bài viết ngắn ở trên Cointelegraph Thuận muốn chia sẻ với các bạn một số cảm nghĩ cá nhân của Thuận về bài viết này Đây là một bài viết liên quan tới DeFi và bài viết này thì cũng rất là ngắn Chủ yếu nói là thị trường DeFi tiếp tục tăng trưởng và tổng số tiền tính theo đô la Được lóc lại cho những dụng DeFi đã lên tới 9 tỷ đô la thì cái 9 tỷ đô la mà họ nói tới đương nhiên là cái số tiền được lóc lại trong những ứng dụng DeFi mà các bạn có thể tìm thấy ở trên một trang web tôi đã từng chia sẻ cách đây cũng rất lâu và đã chia sẻ nhiều lần đó chính là trang web defipost.com thì các bạn thấy được đây là trang web mà thống kê những cái ứng dụng DeFi hiện tại và các bạn thấy là tổng cái số lượng tiền bị lóc lại trong DeFi tính theo thời điểm này là khoảng 7,85 tỷ đô la 7,9 cho nên các bạn thấy là cái bài viết được chia sẻ bởi Contagrap đã đã cách đây 12 tiếng đồng hồ thì tình hình đã khác một chút nhưng mà các bạn thấy được là 7,85 tỷ vẫn là một con số rất là lớn thì chúng ta nhìn vào trang web này các bạn thấy được là đây là trang web thống kê những ứng dụng DeFi và chúng ta nhìn vào những ứng dụng DeFi nào đứng đầu thì các bạn thấy được là đứng đầu À, là AV Maker là đứng hàng thứ nhì và Curve Finance đứng hàng thứ ba và Yearn chấm Finance đứng hàng thứ tư và trong thời gian đây có rất nhiều bạn hỏi thuận liên quan tới đồng YFI đồng mà bắt nguồn từ hệ thống Yearn Finance tôi sẽ chia sẻ thêm một số những chi tiết à, trong tuần này trong những cái video nói riêng về Yearn Finance nhưng mà trong video thường muốn nói về một số những cái cảm nghĩ khác có thuận liên quan tới thị trường DeFi thì các bạn thấy có một đặc điểm ở đây là khi chúng ta nhìn vào những cái ứng dụng DeFi Thì bây giờ Ethereum vẫn là cái mạng lưới lựa chọn hàng đầu cho những ứng dụng DeFi Các bạn thấy được là ngoại trừ cái hàng đầu tiên là cái uh, tên của những ứng dụng DeFi như là Aave, Maker, Curve.finance, yun finance, .finance Synthetix, Uniswap, Compound Thì các bạn thấy được là cái hàng thứ nhì này đó chính là ở trên mạng lưới nào, ở trên cái chain nào thì chúng ta thấy được là tất cả đều nằm trên mạng lưới của Ethereum. Thật ra trong cái list 38 ứng dụng đứng đầu này các bạn thấy được chỉ có một cái ứng dụng duy nhất là không nằm trên mạng lưới của Ethereum đó chính là mạng lưới Bitcoin có cái ứng dụng là Lightning Network tất cả đều nằm trên mạng lưới của Ethereum cho các bạn thấy được là Ethereum là một mạng lưới mà đang được sử dụng rất là nhiều cho những ứng dụng DeFi mà thị trường DeFi là đang bùng nổ trong thời điểm hiện tại thì có một điều thường muốn chia sẻ với các bạn đó chính là cách đây vài tiếng đồng hồ thường có đăng một cái thông tin ở trên những cái mạng xã hội như là Facebook, Twitter và Telegram thì dựa theo Well Alert các bạn thấy đã có một cái số lượng lớn đồng Jones Finance, đồng WFI đã di chuyển lên trên sàn Binance tổng cộng là có 37 đồng WFI để di chuyển lên trên sàn Binance và cái số lượng này tính theo đô la là 1.297.275 đồng USD thì các bạn thấy được là những bài nào mà đang giao dịch đang lưu trữ đồng wifi thì cũng nên biết cái thông tin này tại vì các bạn thấy được là cái thông tin này à, đương nhiên sẽ làm ảnh hưởng thường nghĩ là đến giá cả tại vì các bạn cũng nên biết là họ gửi lên trên sàn Binance để làm gì à, đương nhiên cái số tiền này có đủ để mà làm dao động cái giá cả của đồng wifi hay là không thì đương nhiên điều đó không ai biết được nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự các bạn đừng quên những cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển thì các bạn thấy được là thị trường DeFi này chúng ta cũng đã nói tới nhiều lần và thực ra cái video đầu tiên mà Thuận nói chi tiết về thị trường DeFi. Các bạn có thể lên trên YouTube và tìm kiếm Thuận Capital DeFi và các bạn sẽ tìm thấy cái video làm cái tay cũng khá lâu đó là cái video liên quan tới có phải DeFi là tương lai video 469 cách đây 8 tháng và cái lúc mà thường làm video này các bạn cũng đã nhớ là lúc đó là những ứng dụng DeFi à, chỉ là say quanh cái mức là tổng số tiền được lóc lại là chỉ có là khoảng chừng là say quanh là 1 tỷ đô la cho mình thấy là tám tháng sau, tôi không nghĩ là DeFi có thể phát triển mạnh tới như vậy. Mà bây giờ chúng mình thấy là ở đâu người ta cũng nói tới DeFi và cái số tiền lock trong những dùng DeFi cho tới ngày hôm nay đã là 7,84 tỷ đô la, một con số rất là chóng mặt. Và không chỉ là cái số tiền được lock cho những dùng DeFi, mà những cái dùng DeFi cũng có sự tăng trưởng đột biến. Chúng ta nhìn vào đồng Yearn Finance, một đồng mà nhiều bạn hỏi thuận trong gian gần đây, thì mình thấy khi chúng ta đi vào trang web CoinMarketCap Market thì chúng ta có thể à, tìm kiếm đồng Yen Finance, đồng YFI thì các bạn thấy được đồng wi này có sự tăng trưởng cực kỳ chóng mặt chúng ta nhìn vào cái sự tăng trưởng à, của đồng Yen Finance trong vòng 24 tiếng hồ vừa qua là 8,42% trong vòng một tuần vừa qua tăng trưởng 164% các bạn thấy là cái sự tăng trưởng của Đồng Dương Finance này đã tăng trưởng rất là mạnh cho nên nhiều bạn đang rất có hứng thú nhưng mà các bạn cần phải suy nghĩ cẩn thận tại vì các bạn thấy được là khi chúng ta nhìn vào một cái biểu đồ mà tăng trưởng mạnh như vậy, tăng trưởng mạnh như là bạn đang nhìn thấy trên màn hình thì có thể là giá cả của Đồng Dương Finance này tiếp tục tăng hay là không. Đương nhiên là có thể có thể là lên gấp 2 gấp 3 lần. Nhưng mà Cơ hội đó có cao hay là không trong khi mà đã tăng trưởng mạnh như vậy các bạn cũng đừng có quên là cách đây không lâu thuận làm một cái video đó chính là cái video 602 2 tháng trước đây liên quan tới đồng Compound. Các bạn thấy được là đây là cái video liên quan tới đồng Compound mà thường đã làm và các bạn cũng đã biết đồng compound lúc này là đang là hot cái tên hai tháng nhưng mà bây giờ đồng compound hầu như là ít ai nói tới mà bây giờ các bạn thấy được là ai cũng nói tới đồng Jones Finance thì các bạn thấy được là đồng compound khi mà chúng ta nhìn vào giá cả đồng compound thì chúng ta hãy bây giờ tìm kiếm đồng compound ở trên cái mạng lưới của Com Market Cap này các bạn thấy được là compound đồng com token thì các bạn thấy được là đồng com token này đã lên tới cái đỉnh gần đây đó chính là 310 đô lúc này là ngày 20 tây tháng 6 nhưng mà sau đó mình thấy là đã đi trở xuống và bây giờ là ở mức là 215 đô cho nên các bạn thấy được là trong vòng thời gian từ khoảng chừng là 20 tây tháng 6 tới bây giờ trong vòng 2 tháng mà đã đi xuống gần như là các bạn thấy là 30 phần trăm thì các bạn bây giờ nhìn vào tình hình của đồng dân finance thì các bạn có thể tưởng tượng được là chuyện tương tự cũng có thể xảy ra cho nên khi mà một đồng mà đã tăng trưởng mạnh như vậy mà các bạn muốn tham gia vào thì các bạn cần phải nên cẩn thận thì chúng ta nhìn vào tình hình bây giờ là Thuận cảm thấy là rất là giống năm 2017 ở rất nhiều điểm à, Lúc đó là các bạn cũng đã biết là Thuận đang làm cũng như bây giờ Chia sẻ những thông tin với các bạn, những cái dự án lớn, những cái tiến triển như thế nào với các bạn Nhưng mà thời điểm đó là thời điểm mà ICO đang rất là nổi Cho nên hầu như là à, bắt đầu là tuần nào cũng có một cái ICO mới ra đời Rồi hầu như là hàng tuần thì có 3-4 ICO ra đời Và mỗi một ICO ra đời thì ai cũng ào vô để mà mua Và lúc đó là Thuận nhận được rất là nhiều những cái tin nhắn của các bạn là nói thật là phân tích ICO này, phân tích ICO kia. tôi cũng đã từng làm một số những cái video phân tích những cái ICO như là các bạn có nên nhớ là Artplug hay là chúng ta nói về một số những cái ICO khác thường đã từng phân tích ở trên cái channel này. Đợt này thì cũng như vậy các bạn thấy được là mỗi vài tuần thì lại có một cái ứng dụng DeFi hot lên thì mọi người lại muốn Thuận là bây giờ à, hãy tìm hiểu và giúp các bạn phân tích những đồng như là Compound hay là bây giờ đồng Yul Finance thì Thuận sẽ cố gắng để mà phân tích những năm này với các bạn và thật ra có thể tồn tại lâu dài hay không thì không ai biết được tại vì các bạn thấy được đây là một cái cuộc thử nghiệm thậm chí cái người mà tạo ra cái ứng dụng jones.finance này cũng đã nói là đây là một cái cuộc thử nghiệm thật ra cái người tạo ra cái ứng dụng jones.finance này chủ yếu là để phục vụ bản thân anh ta mọi người sử dụng ứng dụng này là hãy sử dụng và tự chấp nhận nguy hiểm tại vì những cái mã nguồn là chưa có được bất cứ một bên thứ ba nào công nhận cái tính an toàn cho nên như bạn thấy được là bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra lỗi lầm và ứng dụng này có thể là bị lỗ hỏng và có thể là bị mất tiền cho nên khi mà bạn đầu tư vào những cái ứng dụng DeFi Các bạn trade những ứng dụng DeFi này thì các bạn cần phải uh, nắm bắt được là cái nguy hiểm nằm ở đâu và chấp nhận nguy hiểm Tại vì các bạn thấy là đây là một cái cuộc thử nghiệm bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra Và nếu như các bạn không hiểu thì Thuận khuyên các bạn đừng nên đụng vào những cái ứng dụng DeFi này Nếu như các bạn không hiểu rõ là ứng dụng này dùng để làm gì và những nguy hiểm là nằm ở đâu tôi sẽ cố gắng làm những cái video tại vì Jones.finance không phải là ứng dụng cuối cùng Chúng ta sẽ thấy nhiều ứng dụng hơn và nhiều ứng dụng hơn nữa tương tự như là Jones of Finance trong tương lai tới đây và đây những thông tin và những cảm nghĩ mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong cái video ngày hôm nay các bạn nghĩ sao về những điều này các bạn hãy comment ở phía dưới và nếu như các bạn là một trader thì trước khi mà các bạn tham gia vào một sàn giao dịch nào thì các bạn hãy bấm vào cái link ở phía dưới video này để tìm thấy những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của thùng capital như là các bạn có thể là tìm thấy ưu đãi cho sàn Fx đăng ký sàn FX thông qua link của Thuận Capital các bạn có thể điền đơn để được vào nhóm nhận hỗ trợ cũng như là các tín hiệu trade miễn phí hay là các bạn có thể tham gia vào sàn Binance tham gia thông qua link của Thuận Capital các bạn sẽ được giảm 20% phí giao dịch mãi mãi và các bạn có thể tham gia vào sàn margin bybit, sàn coinbase, sàn remitano và ứng dụng blockfi. đương nhiên tham gia vào trading crypto thì có nhiều nguy hiểm cho nên không phù hợp với những bạn nào mà không chấp nhận nguy hiểm cao cũng như là những bạn nào mà tham gia trading margin thì nguy hiểm lại càng cao hơn cho nên thường không khuyến khích những bạn nào mà không có kinh nghiệm trading tham gia vào trading margin và tôi hy vọng các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này thuận xe hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp tạm biệt các bạn